Nếu như anh em muốn kiểu như là ray tracing hay là DLSS thì nó sẽ hơi khó, bởi vì GTX 1660 Super chúng ta sẽ không hỗ trợ cái RT Core và Tensor Core, nhưng mà đổi lại ấy, thì setting vẫn hoàn toàn có thể nâng lên được. Xin chào mọi người đã đến hoặc quay trở lại với TNC Channel. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cấu hình có thể nói là ngon, bổ. Không, mình không thích dùng cái cụm từ đấy nữa, mình sẽ nói là đẹp, mạnh, mát mà nó vẫn rẻ. À, vậy thì cấu hình hôm nay là gì? Vâng, xin trân trọng giới thiệu với anh em, đây chính là cấu hình gaming PC Glacier i1660 Super VKH đến từ TNC Store. Xin chào. Đây, xin mời anh em chiêm ngưỡng em nó. À, về giá chúng ta sẽ đến thẳng với giá đầu tiên đi. Thì nó sẽ hơi phức tạp một tí. Phức tạp như thế nào? Bởi vì đây là một cấu hình tham khảo nha anh em, cho nên là nó sẽ có nhiều cái tầm giá khác nhau mà anh em có thể lựa chọn tùy vào cái nhu cầu thực tế của mọi người. Ví dụ nhá, để toàn bộ những cái gì anh em đang nhìn thấy trên màn hình ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng 15 triệu. Nhưng mà nếu như mà anh em không cần cái cục này, anh em cũng không cần hai cái pack fan ở đây thì nó lại chỉ có 14 triệu thôi. Hay thậm chí là nếu như anh em không cần cái con nguồn trong này mà chúng ta chỉ cần đủ dùng thôi thì nó sẽ còn rẻ hơn nữa. Nhưng mình sẽ giới thiệu với anh em cái cấu hình tham khảo nó sẽ như thế nào. À, và đây là Glacier i1660 Super. Thì ngay từ cái tên Glacier thì đến với TNC Store, những cấu hình Glacier sẽ đều được sử dụng CPU là Intel Core i3 hoặc là AMD Ryzen 3, cho nên là nó sẽ có tên Glacier. Còn 1660 thì nó sẽ là card đồ họa, Super thì anh em biết rồi, 1660 Super đúng không ạ? Và VKH thì nó sẽ là màu trắng, và đó chính là tất cả những cái tính chất cốt lõi của cấu hình này. Và những linh kiện cụ thể trong cấu hình này nó sẽ như thế nào? Đầu tiên thì anh em đã thấy nguồn ở đây rồi, như vừa nãy mình nói là nếu như mà anh em không thích nguồn to 650W, chúng ta chỉ cần 550W thôi đã là quá đủ để kéo cả cấu hình này rồi. Nhưng mà tại sao mình vẫn gắn 650? Bởi vì trong tương lai, ví dụ như anh em có nâng cấp cả đồ họa hay là nâng cấp chip chẳng hạn, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nâng cấp được mà không cần phải thay thế nguồn. Bởi vì anh em biết thay nguồn thì chúng ta sẽ phải rút dây ra các thứ rất là phức tạp đúng không ạ? Đi lại dây rất phức tạp, cho nên là nếu thay chip thay card chúng ta chỉ cần duy nhất con nguồn này thôi. Đấy là để tính cho tương lai nhé. Còn nếu anh em không cần thì 550W nó sẽ rẻ hơn. Đó là nguồn. Chip thì như mình đã chia sẻ, Glacier Intel Core i3, đây là phiên bản là 12100F chứ không phải là đầu 10 hay đầu 11, 12100F nha anh em. Đây là một con chip có thể nói là thật sự là rất mạnh để gaming. Dĩ nhiên là vẫn còn thua so với cả em CPU gaming quốc dân là 12400F, nhưng mà không sao, 12100F vẫn thừa sức để anh em có thể kéo được đến RTX 3060. Cho nên là trong tương lai anh em có nâng cấp thì em này không cần thay đâu nhá. Rồi, tiếp theo nữa là đây, mainboard thì ngon bổ rẻ. Trong tầm giá chúng ta có Asus Prime B660M AD4. Đây là một chiếc mainboard mà mình thấy là nó sẽ hơn cái dòng EX. Thật ra là cái B660 EX của Asus nó còn rẻ nữa cơ, nhưng mà mình sẽ không chọn mẫu đó. Bởi vì sao? Mẫu này nó sẽ cho anh em tới 3 cổng cắm LED RGB, ARGB. Đó, cho nên là nếu như anh em có nhu cầu trang trí như thế này, đẹp hơn, gắn thêm nhiều đèn vào thì nó vẫn hoàn toàn có thể thoải mái để cung cấp cho anh em những cái cổng ARGB để chạy với cả Aura Sync rất là ngon. Bên cạnh đó thì chiếc mainboard này thì nó cũng sẽ có tông màu là đen bạc, cho nên nó cũng sẽ match với cả cái tông màu trắng của dàn PC chúng ta. Còn về hiệu năng thì thoải mái đi. B660 thì nó cũng là một cái chipset trung cấp, cho nên là cũng hoàn toàn có thể kéo được tốt 12100F, 12400 hay thậm chí là 13600. 13600K nó vẫn có thể chơi được luôn, chẳng qua nó sẽ không có ép sung cũng như là không có kéo được gọi là max hiệu năng của nó thôi, nhưng mà vẫn chơi được. Hoặc là anh em có thể sau này ví dụ Intel mà ra thêm cái dòng 13400F chẳng hạn thì anh em vẫn có thể chơi được với con mainboard này luôn. Cho nên nó sẽ là một cái gọi là tương lai anh em nâng cấp rất thoải mái. Card đồ họa thì đây, chúng ta lại đi với cả Asus tiếp cho nó gọi là đồng bộ. Thì đây là Tough Gaming GTX 1660 Super phiên bản OC với 6GB RAM, cho nên là 6GB RAM thì anh em có thể 2K gaming được rồi. Nhưng mà mình cũng không khuyến khích lắm, nhưng cụ thể thì cái em này nó sẽ phù hợp nhất cho những cái tựa game online. Chơi AAA cũng được nha anh em, cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ hơi hạn chế một chút về setting, hoặc là anh em sẽ chơi ở cái độ phân giải Full HD mà thôi. Còn tiếp theo nữa là SSD, thì ở đây với cấu hình tham khảo thì mình sẽ gắn cho anh em một chiếc SSD đến từ
GB có dung lượng là 256GB. Dĩ nhiên là SSD và RAM thì trong cái quá trình mà anh em build thực tế, anh em hãy chia sẻ cái nhu cầu của mình. Ví dụ như là anh em muốn làm nhiều thứ khác, muốn lưu nhiều dữ liệu, hoặc là anh em muốn cài nhiều game nặng, thì chúng ta sẽ tăng hoặc là giảm cái dung lượng SSD tùy ý muốn của mọi người, tùy theo cái mục đích. Hoặc là nếu như mọi người có HDD ở nhà rồi, hoặc là ổ cứng cũ ở nhà mọi người vẫn còn dùng được ngon ấy, thì mọi người có thể không mua SSD luôn, hoặc là anh em có thể mua SSD 128GB thôi để cài Win thôi, còn dữ liệu và game có thể cài sang ổ cũ của mọi người cũng được, miễn là nó vẫn còn đủ đáp ứng được những cái gọi là yêu cầu về tốc độ, ví dụ như là anh em có SSD cũ chẳng hạn. RAM ấy thì cấu hình tham khảo sẽ chỉ có một thanh RAM thôi, 8GB Spectrix D50 đến từ XPG, thương hiệu XPG thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Và con D50 này mình cực kỳ thích luôn, bởi vì là nó sẽ ốp hai cái miếng nhôm rất dày ở hai mặt để tản nhiệt. Bên cạnh đó thì cái thiết kế nó rất là thanh thoát, trang nhã, màu trắng và có kèm theo LED RGB trên đỉnh nữa. Anh em có thể chiêm ngưỡng một cách kỹ hơn ở trong này. Tham khảo thì chúng ta sẽ chỉ có một thanh. Giá hiện tại của thanh này nó rơi vào khoảng 900.000. Cho nên là nếu như mà anh em muốn mạnh hơn, nhanh hơn thì có thể nâng cấp thêm một thanh nữa để chạy thành đua channel nhá. Như ở đây là mình đang gọi là max option của cái cấu hình này, thì chúng ta sẽ có mức giá là khoảng 15 triệu. Còn nếu như mà anh em gọi là bớt tản nhiệt với cả pack fan đi ấy, xong bớt một thanh RAM nữa ấy, thì nó chỉ hơn 13 triệu thôi, khoảng 13 triệu 2 thôi, tầm đấy. Giá thì nó sẽ lên xuống theo thời điểm, cho nên là mình sẽ không nói chắc được. Nhưng mà đấy, tầm đó là anh em đã quất được bộ này rồi. Còn về quạt với fan ấy, thì mình thấy là để cho nó đẹp nhất thì anh em có thể gắn thêm cái combo này. Thì pack fan nó sẽ có giá là 749 hiện tại thời điểm này, nói chung là khoảng 700. Còn tản nhiệt khí, đây là pack fan, còn đây là tản nhiệt khí. Tản nhiệt khí thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 400.000 thôi. Cho nên là anh em có thể đi combo này với bộ này, anh em thấy không? Hiệu ứng rất là đẹp. Pack fan thì nó sẽ là cái viền này sẽ là trong suốt luôn. À không phải, nó hơi đục đục kiểu màu trắng sữa ấy. Nó sẽ RGB qua rất là đẹp. Nó sẽ đẹp hơn là lắp đằng trước này. Còn cái vỏ này là con vỏ Sigmatic Elite One Arctic 3F. Thì nó sẽ là phiên bản màu trắng và nó sẽ có tặng sẵn cho chúng ta ba cái quạt đằng trước, cho nên chỉ cần thêm một pack 3 fan nữa thôi là anh em sẽ có thêm 3 quạt nữa ở trên này. Nó vừa đẹp mà nó vừa tạo ra một cái airflow tốt hơn cho cái bộ vỏ chúng ta. Đó là về những cái option mà anh em có thể lên. Đó, mình tổng kết lại một lần này. Về giá ấy, thì max option ở đây nó chỉ khoảng 15 thôi. Còn nếu như mà anh em bỏ tản khí, bỏ pack fan thì nó còn 14, bỏ bớt một thanh RAM đi thì nó còn 13, hơn 13 một chút. Đấy, thế thôi. Nói chung là cái cấu hình như này mình thấy là nó sẽ hài hòa được tất cả những yếu tố. Thứ nhất là tất cả đều là đồ mới, linh kiện mới, full bảo hành chính hãng. Thứ hai đó là chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái tông màu rất là hài hòa, đúng không ạ? Dĩ nhiên là con cạc này nó hơi lạc quẻ một chút tại nó màu đen, nhưng mà bây giờ kiếm một con cạc dòng GTX mà màu trắng thì nói thật với anh em là cũng hơi khó, trừ khi anh em đi mua cũ, bởi vì ở trên thị trường hàng mới bây giờ những cái mã màu trắng nó còn khá là hiếm ấy. Đấy. Và thứ ba nó là hiệu năng. Vâng, 12.100F GTX 1660 Super chiến game thì chúng ta sẽ phải xem như thế nào, đúng không? Xem thực tế luôn sau đây. Nhưng mà trước khi đến với đó thì chúng ta sẽ đến với những cái khuyến mại nhá. Với bộ này Glacier khuyến mại tại TNC Store, chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp vào giá bán 5-600.000 rồi đấy. Anh em có thể đến trực tiếp tại cửa hàng thì chúng ta sẽ nhận được cái chương trình ưu đãi một cách chính xác nhất. Bên cạnh đó thì anh em sẽ được giảm 3% khi mà mua tản khí và pack fan. Đó, giảm 3%. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn được tặng thêm một cái voucher 200.000 để anh em có thể mua thêm chuột và bàn phím nữa. Cho nên là đó là những cái điểm cộng rất là lớn. Tức là sao? 13 triệu ấy, anh em build xong còn được trừ tiền nữa cơ. Cho nên là bộ này chính xác là nếu như mà min option của nó, anh em chỉ phải bỏ ra có hơn 12 thôi. Còn max option như thế này thì khoảng 14,5. Đấy, nói chung là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là bộ này nó mạnh yếu như nào nhá. Và với cấu hình này thì rõ ràng là những tựa game như Valorant nó không thể nào làm khó được cấu hình chúng ta. Với RTX, GTX 1660 Super. Hiện tại thì anh em đã thấy là GTX 1660 Super đang hoạt động tương đối là hiệu quả với mức nhiệt độ quanh quẩn khoảng 75 độ C. Anh em có thể nghĩ đây là một mức nhiệt độ cao không? Thật ra là cũng hơi cao một chút. Nhưng mà dù sao thì cái phiên bản card họa chúng ta cũng chỉ có một fan thôi. Hai fan, top 2 fan. Nhưng mà cái tiết diện fan cũng hơi bé, bên cạnh đó thì cạc đang ăn hơn 100W điện. Bên cạnh đó nữa là nhiệt độ phòng mình cũng
không được mát cho lắm, hiện tại nó rơi vào khoảng 26, 27 độ. Cho nên là đó, chúng ta sẽ có một cái kết quả như vậy. Nhưng mà anh em nhìn CPU kìa, quá là mát mẻ và nhẹ nhàng luôn. Đấy là mình đang đóng với một cái tản khí. Nhưng mà quan trọng nhất, cái điều chúng ta quan tâm ở đây đó chính là cái FPS. FPS hiện tại thì anh em đang thấy là khoảng hơn 300. Thì anh em có thể GoPro với những chiếc màn hình 240Hz là chuyện bình thường, hay thậm chí là anh em có thể chơi 144Hz 2K chẳng hạn, anh em vẫn có thể chơi được ngon lành với cả cấu hình này của chúng ta luôn. Để xem một chút về cái setting thì mọi người sẽ thấy ở đây, setting mình đang để ở graphic quality là medium nhá. Dĩ nhiên là nếu như anh em muốn để max lên thì chúng ta vẫn sẽ hoàn toàn thể để được thôi. Độ phân giải là Full HD 1920x1060, mình đang sử dụng trên một chiếc màn hình 165Hz. Đó, max setting lên thì chúng ta vẫn đạt được FPS khoảng 300. Dĩ nhiên là mình đang chơi deathmatch cho nên là sẽ không có skill, không có những cái kỹ năng nào được tung ra để mà ăn về đồ họa cả. Nhưng mà đổi lại là chơi deathmatch thì mọi người di chuyển nó rất là lung tung. Đó. Thế mà cũng không ăn được thì hơi gà. Quên, chết bên kia chứ nhỉ. Nói chung là anh em thấy đấy, với cấu hình này thì những tựa game như là Valorant chúng ta không cần nghĩ đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một tựa game AAA một chút đi, để chúng ta xem là cái giới hạn của cấu hình này nó sẽ nằm ở đâu. Như mọi người thấy là nếu như mà anh em muốn chơi game AAA ấy, thì anh em hãy đảm bảo là chúng ta có 16GB RAM nhé. Bởi vì anh em thấy đấy, hiện tại thì Battlefield 5, mình đang chơi Battlefield 5, nó đã ăn quanh quẩn khoảng hơn 11GB rồi. Để mọi người có thể thấy là nếu như mà chúng ta muốn chơi game AAA thì sẽ cần thêm một chút RAM. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là hiện tại setting này, video này, advanced này, mọi người có thể thấy mình đang để Ultra, max setting Battlefield 5 và mình tắt vi sinh rồi. Và hiện tại thì với cái max setting như này thì mọi người sẽ thấy ở độ phân giải là Full HD chúng ta sẽ có một cái FPS có thể nói là đủ để chơi, không phải là quá 10, khoảng 48-50. Thật ra nó sẽ còn tùy vào những cái màn chơi của anh em nữa. Sẽ có những màn chơi mà nó đòi hỏi cái cấu hình cao hơn, khi mà nó phải render nhiều lính hơn, rồi nhiều vật thể hơn. Đặc biệt là nếu như anh em chơi Battlefield Online nữa thì nó lại càng vấn đề. Bởi vì là khi mà chơi online thì CPU chúng ta sẽ phải hoạt động nhiều hơn, bởi vì nó sẽ phải load cho rất nhiều những nhân vật khác nữa, những người chơi khác nữa. Đó, lúc đấy trên bản đồ sẽ chi chít dày đặc hơn, và lúc đó chúng ta sẽ cần những hiệu năng CPU cao hơn. Nhưng mà như hiện tại nếu như anh em chỉ chơi trải nghiệm thôi thì chúng ta sẽ có được một cái FPS gọi là đủ xài. Bên cạnh đó thì CPU cũng hoạt động vừa phải. Nếu như mà anh em chơi những cái bản đồ nhỏ nhỏ, những cái map nhỏ cho online thì 12.100m chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu chơi Battlefield 5. Nhưng mà để có thể gọi là đảm bảo cái FPS chúng ta mượt mà hơn thì mình khuyến cáo anh em là nên hạ một chút setting xuống. Đó, và sau khi mình hạ xuống medium này thì anh em đã đạt được mức FPS có thể nói là tương đối cao để chúng ta có thể chơi được Battlefield 5 một cách thoải mái. 72 FPS trên 60 là mình thấy chơi cái trò này cũng tương đối là được rồi. Nhưng mà để gọi là chuẩn nhất thì anh em vẫn nên có khoảng 120 FPS sẽ đẹp nhất, thì lúc đó anh em có thể cân nhắc để hạ setting xuống. Dĩ nhiên rồi, với cái cấu hình PC tầm này thì nó sẽ có rất nhiều cái giới hạn, cho nên là anh em sẽ phải đánh đổi thôi. Dĩ nhiên là tùy theo cái tựa game anh em chơi nữa. Battlefield 5 thì nó cũng tương đối là nặng đấy. Còn nếu như mà anh em chơi Call of Duty chẳng hạn thì mình thấy là thông thường Call of Duty nó sẽ nhẹ hơn, sẽ không tốn quá nhiều về cái đồ họa, về cái CPU để nó đòi hỏi về render. Vâng, và tiếp theo chúng ta có tập gì? Hiện tại thì mình vừa nhảy xuống map rồi. Thật ra anh em chơi map gì thì cũng biết là tùy map, mỗi map thì sẽ có một cái mức FPS nó khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà đây thì chúng ta sẽ cùng xem là cái với map này thì chúng ta sẽ có được cái FPS như thế nào nhá. Chúng ta sẽ lướt qua setting trước này. Với setting thì hiện tại mình đang tắt cái highlight đi. Rồi, Advanced này, đó, mọi người thấy mình đang để render scale 100% và tất cả các setting mình để Ultra với DirectX 11 nhá. Thật ra là chúng ta có thể DirectX 12 cũng được, bởi vì là card đồ họa chúng ta thoải mái hỗ trợ DirectX 12 luôn. Hiện tại thì đang lút đồ trong nhà, chúng ta có được một cái FPS nó rơi khoảng quanh quẩn 93 cho đến 100. Tí nữa ra ngoài đường thì có lẽ là nó sẽ tụt một chút, nhưng mà đó không phải vấn đề. Với mức FPS này, với PUBG không phải là một cái tựa game mà có cái tốc độ hành động quá là nhanh, cho nên là chúng ta cũng không cần phải FPS quá cao. Đó, anh em thấy không? Khi mà mình đi ra ngoài, mình chạy quanh quanh này thì FPS quanh quẩn khoảng 90 cho đến 100.
Ui ui. Ui. Có xe, có xe, có xe. Không kịp rồi, không kịp rồi. Đang định ăn hôi thằng đấy. Đó, nói chung là với PUBG mà max setting được FPS như thế này thì anh em có thể yên tâm là với những cái map khác cũng như là mức setting thấp hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được một cái mức FPS mượt mà hơn rất nhiều để mang lại trải nghiệm PUBG nó cực kỳ tốt. Ngày xưa ấy, khi mà PUBG mới ra thì mình cũng test rất là nhiều và mình đánh giá đây là một con game mà nó không được tối ưu cho lắm, nhưng mà bây giờ mình thấy PUBG cũng có thể xếp vào hàng game nhẹ rồi, bởi vì là game nó rất phát triển, cộng đồng chơi thì đông, lúc nào trên Steam chat cũng có một cái thứ hạng rất là cao trong số những tựa game được chơi nhiều nhất, cho nên là PUBG nó cũng trở nên phổ biến, hiện tại thì cũng có nhiều anh em chơi, cho nên là FPS như này khá là ổn để chúng ta có thể chiến PUBG. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử thêm một tựa game nữa thôi, xem nó sẽ như thế nào. Khi nãy nếu như mà với Battlefield 5 anh em sẽ thấy sự hạn chế về FPS cũng như là cái cấu hình, thì đây mình sẽ test thêm một tựa game nữa để chứng minh cho anh em là không phải máy này không chơi được game chứ của anh, hay là chơi game chứ của anh kém. Như anh em có thể thấy trên màn hình đây là game gì ạ? Cyberpunk 2077. FPS bao nhiêu ạ? 93. Trời ơi. Nhưng mà nó có lý do cả. Chúng ta hãy cùng lướt qua setting nhá. Setting này mình đang để low. Với mức setting low thì anh em vẫn hoàn toàn có thể trải nghiệm một cách rất mượt mà Cyberpunk 2077 với một mức FPS rất là cao như mọi người có thể thấy ở trên màn hình. Bên cạnh đó thì Cyberpunk vốn dĩ là một tựa game mà mình thấy có đồ họa cực kỳ đẹp, và như anh em thấy mình đang chơi trên một chiếc màn hình Full HD thì nó không có vấn đề gì với cả cái đồ họa của cái tựa game này cả. Nó cực kỳ là đẹp và đủ để anh em có thể trải nghiệm một cách thoải mái. Đặc biệt là với Cyberpunk thì hành động nó là một yếu tố quan trọng nhất là chúng ta trải nghiệm cái gì ở Cyberpunk ạ? Đó là cốt truyện. Và với Cyberpunk 2077 thì anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm một cách rất là mượt mà với mức setting low mà chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đây, một chút combat, một chút cháy nổ, FPS vẫn khá là mượt mà trên 90 với mức setting low. Còn nếu như mà chúng ta muốn gọi là try hard một chút, muốn mọi thứ nó đẹp hơn một chút thì có được hay không? Dĩ nhiên là được rồi. Có điều là nếu như anh em muốn kiểu như là ray tracing hay là DLSS thì nó sẽ hơi khó, bởi vì GTX 1660 Super chúng ta sẽ không hỗ trợ cái RT Core và Tensor Core. Nhưng mà đổi lại ấy, thì setting vẫn hoàn toàn có thể nâng lên được. Bây giờ mình cứ mạnh tay mình thử nâng lên Ultra đi để xem nó sẽ thay đổi như thế nào, xem cả chúng ta có chiến được không. Đó, ngay kể cả là với mức setting Ultra, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình FPS của chúng ta nó vẫn đang ở mức khoảng 60 FPS Ultra setting Cyberpunk 2077 màn Full HD. Được. Và cũng tương tự với cả Battlefield 5 thì nếu như mà anh em chơi game chung ấy thì hãy đảm bảo là chúng ta có nhiều hơn 8GB RAM nhé. Bởi vì như hiện tại anh em thấy đấy là đã ăn hơn 8400MB rồi, tức là khoảng hơn 8GB rồi. Nếu như mà chúng ta bị bó hẹp ở một thanh RAM 8GB thì nó sẽ phải chia một chút RAM cho hệ điều hành nữa mà. Cho nên là chúng ta sẽ không thể nào đạt được một cái mức FPS gọi là tối ưu nhất như là 60FPS Ultra Setting Cyberpunk 2077 như thế này. Ui, sao nhiều cái để ném thế? Ui, mình chơi mình không biết luôn. Ui. Cái nổ các kiểu số 49 FPS vẫn được, vẫn ngon, vẫn có thể gọi là chơi thoải mái. Anh em vẫn có thể chiến được. Có rất nhiều anh em comment ở trên những cái bài post ở trên Facebook nghiện BBC hay là thậm chí là Facebook cá nhân của mình khi mà mình chia sẻ những cái cấu hình PC như thế này là ui sổi cái tầm tiền đấy tôi build được thế nọ thế kia, thậm chí là ngay cái tầm giá 15 triệu nhá. Anh em vào toàn ui tôi build i5 12 xong rồi RTX 2060. Tôi nói thật với anh em là dĩ nhiên là tôi cũng build được. Nhưng mà lý do ấy tại sao tôi không build ấy? Vì đấy là nó là hai cái trường phái khác nhau anh em ạ. Một trường phái là chơi hàng cũ gạc trâu chip chay, với cả một cái là full bảo hành chính hãng 36 tháng linh kiện. Anh em đấy, anh em tự so sánh đúng không? Nó sẽ là hai cái trường phái khác nhau. Và đây, đến với TNC Store chúng ta sẽ luôn luôn có hàng chính hãng và mới 100%. Anh em là người sở hữu cái bảo hành chính chủ tên anh em luôn. Đó, đó là những lợi ích rất là lớn. Sở hữu đồ mới nó sẽ luôn luôn có những cái đặc quyền cũng như là có những sự yên tâm nhất định, cho nên anh em có thể tin tưởng vào cái điều đó. Rồi, về cấu hình này thì anh em thấy sao? Qua cái đoạn test vừa rồi thì mình nghĩ là dĩ nhiên cái tầm giá này nó sẽ vẫn có những cái giới hạn nhất định và chúng ta sẽ khó có thể đòi hỏi cao hơn. Nhưng cái mục đích của mình khi mà build cái bộ này ấy, nó sẽ có nguồn tốt, main có thể nâng cấp được chip về sau. Để làm gì? Để trong tương lai nếu như mà ngân sách chúng ta có dư giả, hoặc đơn giản anh em bán cả này đi, bán chip này đi, anh em nâng cấp lên, thì anh em vẫn hoàn toàn có thể nâng cấp một cách vô cùng dễ dàng và
Đấy là cái mục đích của cái cấu hình này. Nó đẹp, nó hài hòa về hiệu năng, nó hài hòa về mức giá và hài hòa cả về tương lai nữa. Cho nên là đó là những cái thông điệp mà mình muốn gửi đến anh em qua cái cấu hình ngày hôm nay. Còn anh em nghĩ sao về cấu hình này thì hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.